Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam tổng số lượng xe Mercedes-Maybach vẫn nằm ở con số ít. Tuy nhiên nếu để ý ta thấy khá nhiều dòng xe này chạy trên đường. Nhưng thực ra trong đó có nhiều chiếc xe được độ body kit từ dòng xe S-Class lên Mercedes-Maybach. Như chiếc xe mà quý vị đang xem trên đây là một chiếc xe Mercedes S450 sản xuất năm 2019, đã được chủ nhân độ lên phiên bản Maybach S450. Chiếc xe đã lăn bánh được 21.000 mai, động cơ V6 tăng áp kép mạnh mẽ có dung tích 2.996 cc, công suất 367 HP mã lực tại 5.500 đến 6.000 vòng phút cùng hộp số tự động 9 cấp. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 6,1 giây. Đây là một con số đáng mơ ước của nhiều thương hiệu xe hơi hiện nay. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ, quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.